Zuma xin chào các bạn và chào mừng các bạn lại tiếp tục quay trở lại với kênh của mình nha Và mình là Phương, người sẽ đồng hành với các bạn trong suốt học các bạn này Và trong chuyên mục luyện thi đại học ngày hôm nay thì mình lại tiếp tục chia sẻ cho các bạn một trích nhỏ liên quan tới phần phương trình đặc trưng dạng mũ và logarit Các bạn biết đấy, phương trình đặc trưng là một trong những dạng phương trình khá phổ biến trong các đề thi gần đây Bởi lẽ dạng bài tập liên quan tới phần phương trình đặc trưng khá là phong phú Phổ biến nhất là hai dạng bài tập là giải phương trình hay là hệ phương trình nâng cao và dạng bài tập tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của một biểu thức. Và trong khuôn khổ video của ngày hôm nay, mình sẽ chia sẻ cho các bạn biết dạng phương trình đặc trưng là gì và một vài phương pháp biến đổi từ một phương trình cho trước về một phương trình đặc trưng là như thế nào nhé. Và trước khi bắt đầu video này thì đừng tiếc bỏ lại cho mình một nút like. Đồng thời nếu lần đầu tiên các bạn ghé thăm kênh của mình thì nhớ bấm nút đăng ký và bấm chuông nhỏ bên cạnh để không bỏ lỡ những bài giảng mới nhất chỉ có tại Youmart TV. đầu tiên chúng ta cần tìm hiểu về phương trình đặc trưng thì phương trình đặc trưng là những phương trình sẽ có dạng như sau dạng thứ nhất đó là dạng fx bằng fi dạng thứ hai là dạng fux bằng fvx dạng thứ ba là dạng fux bằng fvi và dạng cuối cùng là dạng mà mình nghĩ là khó nhất trong các đề thi đó chính là dạng fuxi bằng fvxi ở đây mình sẽ giải thích cho các bạn một chút xíu về các ký hiệu mà mình ghi ở đây. Ký hiệu fx và fy thì chắc các bạn hiểu rồi, fx và fy thì đều là những hàm f theo ẩn x và ẩn y. ux vx vy uxy và vxy thì đây đều là những hàm hợp mà chứa ẩn x và ẩn y. Còn fux là một cái hàm số mà biểu diễn theo ux. fvx là một cái hàm mà biểu diễn theo vx. Thì tương tự như vậy, đối với hai hàm còn lại và thông thường các dạng bài toán chỉ xoay quanh ở bốn dạng này thôi. Và ngay sau đây thì mình sẽ cho các bạn một số ví dụ liên quan tới phần phương trình đặc trưng ứng với mỗi dạng phương trình mà mình liệt kê ở đây. Thì đầu tiên đó là dạng fx bằng fi. Mình sẽ lấy ví dụ như sau. Ta có phương trình 2 mũ x cộng x bằng 2 mũ y cộng y. Thì đây chính là một phương trình đặc trưng hàm mũ. Các bạn để ý thấy thì nếu như ở vế trái thì mình coi t là x thì ta sẽ có được là hai mũ t cộng t và tương tự như vậy nếu ở vế phải ta coi t là y thì lúc này ta cũng sẽ có được là hai mũ t cộng t như vậy đây chính là dạng của phương trình đặc trưng và phương trình này sẽ tương đương là fx bằng fi với ft của mình sẽ bằng là hai mũ t cộng t mình sẽ lấy tiếp tục ví dụ cho cái dạng số 2 đó là fux bằng fvx ví dụ như sau hai mũ x cộng một cộng cho x cộng 1 thì bằng là 2 mũ x bình phương cộng cho x bình phương. Như vậy tiếp tục các bạn sẽ để ý thấy vế trái nếu như ta coi t là x cộng 1 thì lúc này vế trái của mình sẽ là 2 mũ t cộng t. Tương tự ở vế phải nếu như ta coi t là x bình phương thì ta cũng sẽ có được là vế phải của mình sẽ bằng là 2 mũ t cộng t. Và một phương trình như vậy được gọi là phương trình đặc trưng. Như vậy lúc này phương trình của mình sẽ tương đương là f của x cộng 1 thì bằng là f của x bình phương. Thì lúc này hàm UX của mình chính là bằng x cộng 1 Còn hàm VX của mình thì chính là x bình phương Trong đó FT của mình sẽ bằng là 2 mũ T cộng cho T Thì đối với hàm logarit mình cũng sẽ có một cái ví dụ tương tự Cho cái dạng số 2 này nhé Logarit cơ số 2 của x cộng 1 cộng cho x cộng 1 Thì bằng logarit cơ số 2 của 2x cộng cho 2x như vậy các bạn để ý nếu như vế trái ta coi t là x cộng 1 thì ta lại tiếp tục có logarit cơ số 2 của t cộng cho t. Và vế phải của mình nếu như ta coi t là 2x thì ta lại tiếp tục cũng có được vế phải của mình sẽ là logarit cơ số 2 của t cộng t. Như vậy đây chính là phương trình đặc trưng. Và phương trình này sẽ tương đương là f của x cộng 1 thì bằng là f2x với f t của mình sẽ bằng là logarit cơ số 2 của t cộng cho t. Tiếp tục đối với dạng số 3 là FUX bằng FVI thì mình lại lấy một cái ví dụ liên quan tới hàm logarit cho các bạn xem nhé. Logarit cơ số 2 của x cộng 1 cộng cho x cộng 1 thì bằng logarit cơ số 2 của y bình phương cộng 1 cộng cho y bình phương cộng 1. Thì tiếp tục nếu như ở vế trái ta coi t là x cộng 1 thì ta sẽ có được là vế trái của mình sẽ bằng là logarit cơ số 2 của t cộng t. Và vế phải nếu như ta coi là t bằng y bình phương cộng 1 thì ta cũng có được là vế phải sẽ bằng là logic cơ số 2 của T cộng T. Như vậy, phương trình này là phương trình đặc trưng, và nó sẽ tương đương là F của X cộng 1 thì bằng là F của Y bình phương cộng 1, với FT của mình chính là bằng là logic cơ số 2 của T cộng cho T. Và cuối cùng, mình sẽ lấy ví dụ cho dạng số 4, đó là FUXY bằng FVXY, và đây cũng chính là một trong những dạng mà khó nhất trong quá trình biến đổi về phương trình đa thức đặc trưng. Ta có ví dụ như sau 2 mũ x cộng y cộng 1 Cộng cho x cộng y cộng 1 Thì bằng là 2 mũ x bình phương cộng y Cộng cho x bình phương cộng cho y Như vậy ở vế trái nếu như ta coi t bằng x cộng y cộng 1 Thì ta sẽ có được là vế trái sẽ bằng là 2 mũ t cộng t Và tương tự như vậy ở vế phải ta coi t bằng x bình phương cộng y thì ta cũng sẽ có được vế phải sẽ bằng là 2 mũ t cộng t. Như vậy đây chính là phương trình đặc trưng. Và phương trình này sẽ tương đương là F của X cộng Y cộng 1 thì bằng là F của X bình phương cộng Y với F T của mình sẽ bằng là 2 mũ T cộng T. Thì qua một vài ví dụ như vậy thì các bạn đã hiểu được một chút xíu nào về phương trình đa thức đặc trưng chưa? Dĩ nhiên là trong các ví dụ này thì mình đã sắp xếp thứ tự cho nó đẹp rồi. Và trong đề thi chắc chắn là người ta sẽ không sắp xếp như vậy đâu. Mà người ta sẽ để rất là lộn xộn và đòi hỏi là các bạn phải biến đổi từ một cái phương trình người ta cho về một cái phương trình đa thức đặc trưng này đối với những cái dạng bài toán mà biến đổi về phương trình đa thức đặc trưng thì người ta sẽ sử dụng cái phương pháp biến thiên để có thể giải quyết cái bài toán này thì cái phương pháp biến thiên đối với phần phương trình đặc trưng như thế nào thì trong vài video trước thì mình cũng đã hướng dẫn cho các bạn rồi mình sẽ không nhắc lại cái phần này nữa nhé mà chủ yếu là mình sẽ giới thiệu cho các bạn hiểu về cái phương trình đặc trưng là gì mà thôi và dĩ nhiên phương trình đặc trưng thì cũng có rất là nhiều dạng ở đây thì mình chỉ nêu ra hai cái dạng đó là dạng phương trình liên quan tới mũ và logarit thôi thì đây cũng chính là học phần mà các bạn đang được học Do vậy thì mình sẽ lấy luôn dạng mũ và dạng logic này làm ví dụ điển hình cho các bạn. Và những cái dạng mà phát triển khác đó là dạng phương trình đa thức thông thường này và những cái dạng liên quan đến phương trình vô tỷ. Thì chắc chắn nó cũng có cái dạng phương trình đặc trưng này nhé. Và mình nghĩ là các bạn cũng nên quan tâm cái dạng phương trình vô tỷ bởi vì nó cũng là một trong những dạng khó và cũng nằm trong đề thi cũng rất là hay ra. Và một cái điều nữa mà mình muốn chia sẻ cho các bạn đó là dạng phương trình đặc trưng này thì đôi khi bài toán nó sẽ phát triển lên từ phương trình thành bất phương trình. Tức là người ta sẽ thay dấu bằng Bằng dấu lớn hơn, lớn hơn hoặc bằng Nhỏ hơn, nhỏ hơn hoặc bằng Như vậy lúc này chúng ta sẽ có dạng bất phương trình đặc trưng Và cách mà biến đổi thì cũng tương tự như phương trình đặc trưng thôi nhé Nào, tiếp theo sau đây thì chúng ta sẽ vào một số bài tập minh họa trong các đề thi gần đây Và cho giới hạn video này thì mình cũng nói trước Đó là trong bài tập thì mình không giải hết Mà mình chủ yếu là chia sẻ cho các bạn về cách biến đổi từ một phương trình Về dạng phương trình đặc trưng là như thế nào thôi còn lời giải chi tiết như thế nào thì các bạn có thể tìm hiểu sau nhé. Bài số 1 mà mình muốn giới thiệu các bạn thì đây chính là đề thi thử của trường trung học phổ thông Vũng Tàu năm 2020 là đề thi năm vừa rồi đấy. Cho x y là các số thực lớn hơn 0 thỏa 5 mũ x cộng 4 y cộng cho 3 trên cho 3 mũ x y cộng cho x cộng 1 thì bằng là 5 mũ x y trên cho 5 cộng cho 3 mũ trừ x trừ 4 y cộng cho y nhân cho x 4. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức P bằng x cộng y. Thì cái phương trình mình đánh dấu là phương trình 1. Và các bạn quan sát phương trình 1 này là một trong những cái phương trình mà các bạn có thể chuyển về dưới dạng phương trình đa thức đặc trưng. Nào chúng ta sẽ cùng chuyển nhé. Và ở đây trước khi chuyển thì các bạn chú ý cho mình cái hàm ở mũ. Đó là x cộng 4y và hàm xy. Thì như vậy mình có thể dự đoán là đối với những cái mũ mà chứa x cộng 4y thì mình nên đưa về một bên. Và cái hàm mũ mà chứa xy thì các bạn sẽ đưa về vế còn lại. Ở đây mình sẽ biến đổi như sau. Đầu tiên mình sẽ biến đổi ở một số vị trí. Ví dụ như là 3 trên cho 3 mũ xy thì sẽ bằng là 3 mũ 1 chữ xy. 3 mũ chữ x chữ 4y thì sẽ bằng là 1 trên cho 3 mũ x cộng 4y. Và 5 mũ xy trên 5 thì chính là bằng là 5 mũ xy trừ 1 ở biểu thức y nhân x 4 thì mình sẽ nhân phá luôn. Như vậy lúc này chúng ta sẽ có được phương trình 1 sẽ tương đương với 5 mũ x cộng 4y cộng cho 3 mũ 1 trừ xy cộng cho x cộng cho 1 bằng 5 mũ xy trừ 1 cộng cho 1 trên 3 mũ x cộng 4y cộng cho xy trừ cho 4y. Thì tiếp theo như mình nói ban đầu đấy thì những cái gì mà liên quan tới mũ x cộng 4y thì các bạn cứ đẩy qua một bên. Như vậy chúng ta sẽ có được là phương trình tiếp tục tương đương 5 mũ x cộng 4y trừ cho 1 phần 3 mũ x cộng 4y cộng cho x cộng cho 4y thì bằng 5 mũ xy trừ 1 trừ cho 1 phần 3 mũ xy trừ 1 cộng cho xy trừ cho 1. Các bạn để ý rằng là ở vế bên trái của mình ban đầu là 3 mũ 1 trừ xy thì mình sẽ vứt qua vế bên phải của mình thì sẽ bằng là trừ 3 mũ x 1 trừ x xy và mình muốn cái hàm mũ của mình là hàm xy trừ 1. Do vậy thì mình sẽ biến đổi 3 mũ 1 trừ xy thành là 1 phần 3 mũ xy trừ 1. Như vậy các bạn để ý rằng nếu như ta coi với bên trái của mình là t bằng x cộng 4y thì ta sẽ có được cái hàm của mình là 5 mũ t trừ 1 phần 3 mũ t cộng cho t. Và tương tự như vậy ở với bên phải nếu như ta coi t là xy trừ 1 thì chúng ta cũng sẽ có được là 5 mũ t trừ cho 1 phần 3 mũ t cộng cho t. Như vậy đây chính là phương trình dạng đặc trưng Và phương trình này sẽ tương đương là F của x cộng 4y Thì bằng là F của xy trừ 1 Trong đó với Ft của mình sẽ bằng là 5 mũ t Trừ 1 phần 3 mũ t cộng cho t Đấy mình kết thúc bài toán 1 ở đây nhé Thì cái phần mà giải tiếp theo thì các bạn tự tìm hiểu tiếp và mình có thể gợi ý sơ sơ cho các bạn là để giải cái phương trình đa thức đặc trưng này thì các bạn sẽ sử dụng cái tính biến thiên của hàm số bằng cách các bạn chứng minh cái hàm FT này là hàm luôn đồng biến hay là luôn nghịch biến trên một cái khoảng AB nào đó. Để từ đó từ cái phương trình đa thức đặc trưng là F của X cộng 4Y bằng F của XY trừ 1 thì các bạn sẽ có được là X cộng 4Y thì sẽ bằng là XY trừ 1. Và từ đây các bạn rút cái Y biểu diễn theo X và các bạn thế vào biểu thức P và các bạn bấm máy là ra thôi. Thì đó là cái gợi ý nhanh mà mình chia sẻ cho các bạn và các bạn có thể thử xài theo cách này có được không nhé tiếp theo là mình sẽ qua bài số 2 Thì đây chính là đề thi tốt nghiệp của năm 2020 Ngay đề thi vừa rồi luôn nha các bạn Cho x y lớn 0 Thỏa 2 mũ x Cộng cho y nhân cho 4 mũ x Cộng y trừ 1 lớn bằng 3 Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức P bằng X bình phương cộng y bình phương Cộng cho 6x cộng cho 4y Ở đây thì bài toán của mình là cho bất phương trình Mình ký hiệu bất phương trình này là bất phương trình 2 như vậy trước khi biến đổi bất phương trình này thì chúng ta sẽ chuyển cái 2x từ vế bên trái qua vế bên phải. Ta sẽ có được là y nhân cho 4 mũ x cộng y trừ 1 thì lớn bằng 3 trừ 2x. Và các bạn biết được rằng là cái độ khó của bài toán này đó là các bạn sẽ không thể tưởng tượng được rằng là cái bất phương trình này có thể chuyển được về bất phương trình đặc trưng. Vậy cách chuyển ở đây nó khó như thế nào? Thì ngay sau đây các bạn sẽ tiếp tục theo dõi video nhé. À mình sẽ dùng cái phương pháp người ta gọi là phương pháp logarit hóa bằng cách chúng ta sẽ logarit cơ số 4 hai vế lên. Ta sẽ có được là logarit cơ số 4 của y nhân 4 mũ x cộng y trừ 1 thì lớn bằng logarit cơ số 4 của 3 trừ x 2x. Thì các bạn biết được rằng là cơ số 4 của mình là lớn hơn 1, do vậy khi mà ta logarit hóa lên thì cái dấu bất đẳng thức sẽ không đổi chiều. Và tiếp tục như vậy ta sẽ dùng công thức tích thành tổng, ta sẽ có được là logarit cơ số 4 của y cộng cho logic cơ số 4 của x cộng y trừ 1, tức là bằng là x cộng y trừ 1. Lớn bằng logic cơ số 4 của 3 trừ 2x. Và tiếp tục thì logic cơ số 4 thì chúng ta sẽ đưa về logic cơ số 2 luôn nhé. Bằng cách là 4 cái bằng 2 bên, như vậy ta sẽ lấy 2 ra ngoài, ta sẽ có được là bất phương trình sẽ tương đương là 1 phần 2 logic cơ số 2 của y cộng cho x cộng cho y trừ 1 lớn bằng 1 phần 2 logic cơ số 2 của 3 trừ 2x. Ở đây ta tiếp tục quy đồng và bỏ mẫu Thì mẫu số chung của mình là 2 Như vậy ta sẽ có được là lô đích cơ số 2 của Y Cộng cho 2X cộng 2Y 2 Thì lớn bằng là lô đích cơ số 2 của 3 trừ 2X Đến đây thì mình sẽ chuyển cái 2X 2 từ vế bên trái qua vế bên phải Ta sẽ có được là lô đích cơ số 2 của Y Cộng cho 2Y lớn bằng lô đích cơ số 2 của 3 trừ 2X Cộng cho 2 trừ 2X ở đây thì nhìn vào với bên phải thì chúng ta có thể dự đoán được cái hàm FT của mình chính là hàm logarit cơ số 2 của T cộng T. Bằng cách là chúng ta sẽ thêm bớt một chút xíu. Ta sẽ có được là logarit cơ số 2 của 3 trừ 2X cộng cho 3 trừ 2X. Như vậy vế phải của mình đã dư 1. Do vậy chúng ta cần phải cộng vế trái cho 1. Như vậy vế trái của mình lúc này sẽ bằng là logarit cơ số 2 của Y cộng cho 2Y cộng 1. Như vậy vế phải của mình đã có dạng là log 2T cộng cho T rồi Tuy nhiên thì vế trái của mình thì vẫn chưa có cái dạng đó Bởi vì vế trái của mình thì đang là log 2Y cộng cho 2Y cộng 1 Như vậy các bạn để ý Ở đây chúng ta sẽ biến đổi một chút xíu Ở chỗ số 1 Đó là 1 sẽ bằng là lô cơ số 2 của 2 Và chúng ta sẽ nhóm với lô cơ số 2 của Y Và dùng công thức tổng thành tích Thì ta sẽ có được là lô cơ số 2 của 2Y Cộng cho 2Y và lớn bằng vế trái của mình vẫn là lô đích cơ số 2 của 3 2x cộng cho 3 2x. Như vậy nếu như ta coi t là 2y thì chúng ta sẽ có được vế trái của mình sẽ là lô đích cơ số 2 của t cộng cho t. Và tương tự như vậy nếu như ta coi vế phải của mình là t bằng 3 2x thì ta cũng sẽ có được là vế phải của mình là bằng là lô đích cơ số 2 của t cộng t. Như vậy đây chính là một dạng bất phương trình đặc trưng. Và bất phương trình của mình sẽ tương đương là F2Y thì lớn bằng là f của 3 trừ 2x trong đó với ft của mình chính là bằng log cơ số 2 của t cộng cho t như vậy thì các bạn thấy là cái đề thi của năm 2020 vừa rồi cái dạng bài toán mà mức thang 8 cộng ở đây thì cái khó của mình chính là biến đổi về bất phương trình dưới dạng thông thường về bất phương trình đặc trưng để từ đó các bạn có thể giải quyết bài toán mắc minh một cách dễ dàng hơn Tuy nhiên thì mình nói trước rồi đấy thì mỗi dạng bài toán thì các biến đổi của nó rất là phức tạp Có những bài mà các bạn có thể là phải suy nghĩ Mất khá nhiều thời gian mới có thể biến từ một phương trình bình thường về một phương trình đặc trưng Mình dừng video bài giảng tại đây nhé Và nếu như các bạn nào còn thắc mắc về cái phương trình hay bất phương trình đa thức đặc trưng này Thì để lại vài dòng bình luận phía bên dưới cho mình được biết Cuối cùng nếu các bạn thấy video chia sẻ bài giảng này hay thì đừng tiếc cho mình một like ngay nha Đồng thời nếu đây là đầu tiên các bạn ghé thăm kênh của mình thì hãy nhớ bấm nút đăng ký và bấm chiếc chuông nhỏ bên cạnh để không bỏ lỡ những bài giảng mới nhất chỉ có tại YouMath TV. Xin chào và chúc các bạn một ngày học tập thật vui và thành công. Hẹn gặp lại các bạn trong các video bài giảng tiếp theo. Bye bye.